Ok, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Pelo. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trên tay một cái thành phẩm là rất hợp lý so với những chất lượng mà chúng ta nhận được. Và đây thì chúng ta sẽ có được một cái thành phẩm dành cho anh Ngọc. Anh Ngọc có qua và ủng hộ Belo với một phiên bản gọng kính Panda. Kết hợp cùng với đó là chúng ta sẽ có lắp lên cái cặp tròng kính đổi màu mỏng nhất, đơn tròng mỏng nhất trên thế giới hiện nay. Đó chính là tròng kính đổi màu Transition Signature Gen 8, màu xám khói, chiết xuất 1.67. Và chúng ta sẽ được sử dụng cái lớp váng phủ là Chrysor Sapphire SA. Nó sẽ là cái lớp váng phủ cao cấp nhất của Essilor trên thị trường hiện nay. Nó có khả năng chống phản quang hai mặt của tròng kính và tạo nên cái khả năng chống chói lái xe ngày và đêm tốt nhất của Essilor trong năm 2023 này. Và chúng ta sẽ có được cái mức độ chống tia UV của nó sẽ là ESPS là 35, và nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ mắt trước tia UV tốt hơn 35 lần so với cả khi mà chúng ta không đeo kính. Rồi, và chọn bộ một cái cặp tròng kính đổi màu gen 8 xám khói chiết xuất 1.67 thì nó sẽ là như thế này nha các anh chị. Đó, chúng ta sẽ có được vỏ bao của từng bên mắt một, và ví dụ như là anh Ngọc thì chúng ta sẽ có mắt phải sẽ là 5 độ rưỡi này, cận 5 độ rưỡi là trừ 5.50 này. Chúng ta sẽ có độ loạn ở cho mắt phải đó là trừ 0.5, và ở cái mắt trái thì chúng ta sẽ có độ cận là trừ 7.25. Và với gen 8 thì chúng ta cũng sẽ có những cái giải độ cận viễn loạn đáp ứng rất là đa dạng. Do đó là các anh chị chúng ta có bất kỳ cái câu hỏi gì thì chúng ta hãy liên hệ trực tiếp đến fanpage Belo Eyewear, hoặc là liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia tròng kính tại Belo để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Rồi, và ngoài vỏ bao ra thì chúng ta sẽ còn đi kèm với cả cái thẻ chứng nhận hàng chính hãng, cũng như là sẽ được dùng làm cái thẻ bảo hành luôn. Đó. Ở đây thì Belo cũng đã vào tên anh Ngọc vào trên chiếc thẻ này, và chúng ta sẽ có ngày bàn giao là ngày hôm nay, là ngày 17 tháng 8 năm 2023, và Belo là đại lý chính thức của Essilor tại thị trường Việt Nam. Và chúng ta sẽ có độ cận mắt phải này trừ 5.5 loạn 0.5 và độ cận mắt trái là trừ 7.25 đó. Và các anh chị cũng sẽ nhận được đầy đủ trọn bộ như thế này khi mà các anh chị mua những sản phẩm tròng kính đổi màu gen 8 tại Belo nha, với màu xám khói nha. Chúng ta sẽ có bao bì như thế này, và giá bán lẻ cho một cặp đổi màu gen 8 xám khói chiết xuất 1.67 thì nó sẽ là 7.692.000 đồng đó. Và nếu mà các anh chị cũng đã có một cái độ cận thấp hơn thì chúng ta có thể sử dụng những cái chiết xuất như là 1.56 hay là 1.60 thì nó cũng sẽ có mức giá rẻ hơn. Với 1.56 thì chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 3.338.000 đồng, và chiết xuất 1.60 thì chúng ta sẽ có 5.578.000 đồng. Và chúng ta phù hợp với cái loại nào thì chúng ta hãy liên hệ trực tiếp đến Belo để được chúng tôi tư vấn một cách chuyên sâu và chính xác nha. Rồi, và xin chào các anh chị với kính gọng nhựa Panda. Đây là một cái phiên bản gọng nhựa bán rất là chạy tại Belo, và mức giá của nó sẽ rất là hợp lý và chỉ có 1.390.000 đồng. Đây là mức giá niêm yết chưa sale đó. Và chúng ta sẽ có mã của nó là PLD 52630C2 nha các anh chị. Đó. Đây sẽ là một cái phiên bản gọng nhựa acetate, và nó sẽ đem đến cái sự chắc chắn và thoải mái khi đeo, cứng cáp khi đeo cho người dùng. Và khi mà chúng ta có chẳng may lỡ bị rơi rớt thì với những cái phiên bản kính gọng acetate này thì chúng ta cũng sẽ rất là thoải mái. Và đặc biệt thì với cái vật liệu acetate thì khi mà chúng ta dùng lâu, chúng ta có thể mang qua Belo để được đánh bóng lại. Đó. Rồi, và xin chào các anh chị, chúng ta sẽ có được đổi màu gen 8 xám khói chiết xuất 1.67. Và với mắt trái này, mắt trái các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có độ cận là 7.25. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta lắp chiết xuất 1.67 á thì chúng ta sẽ có được một cái độ mỏng có thể nói là rất là tuyệt vời, gần như là tròng kính nó chỉ nằm ở trong cái phần vành kính thôi. Đó, nó sẽ không bị lồi ra ngoài. Đặc biệt đây cũng là một cái phiên bản mắt rất là gọn nữa. Và Belo cũng căn cứ vào cái độ cận của các anh chị để có thể tư vấn cho chúng ta cái loại gọng kính nào mà nó phù hợp nhất cho độ cận cũng như là sở thích của chúng ta nha. Ở độ cận 7.25 thì chúng ta không nên lựa chọn những cái
gọng kính mà nó có mắt to quá, đặc biệt là mắt nó dài quá, thì cái phần rìa nó lộ ra rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái thiết kế rất là gọn, thế nên là khi mà chúng ta mài lắp lên này thì nó sẽ rất là đẹp như này, mặc dù là độ cận rất cao là 7,25 độ, rất là đẹp rồi. Và với lớp váng phủ Chrysor Sapphire SA này thì các anh chị sẽ thấy ngay cái màu váng phủ là một màu xanh biển, hơi tím tím một chút, đặc trưng của dòng Chrysor Sapphire SA. Thì với các anh chị mà chúng ta muốn test khi mà đã mài lắp ra kính rồi á, thì chúng ta có thể nhìn trên màu này nha, chúng ta sẽ chỉ có lớp phủ váng Chrysor Sapphire SA thì chúng ta mới có cái màu váng nó hơi một màu xanh như này thôi đó. Và thêm nữa thì khi mà chúng ta chiếu đèn UV vào thì nó sẽ ngay lập tức đổi màu đó. Rồi đây chúng ta sẽ thấy là đổi màu gen 8 sóng khói chiết xuất 1.67 này, ở trong nhà nó sẽ trong suốt hoàn toàn như thế này. Còn khi mà chúng ta tiếp xúc với tia UV này đó, thì trong kính nó sẽ ngay lập tức là đổi màu đó. Các anh chị sẽ thấy là nó đổi màu rất là nhanh và là ngay lập tức khi mà nó tiếp xúc với tia UV luôn. Đó. Các anh chị sẽ thấy sự khác biệt gần như là hoàn toàn với sự trong suốt trong nhà, và khi mà chúng ta đi ra nắng chúng ta sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Đấy. Đổi màu gen 8 cũng sẽ là đổi màu cao cấp chống ánh sáng xanh, và ngoài cái khả năng đổi màu nhanh là màu nhạy và độ bền đổi màu gần như không thay đổi sau 4 năm sử dụng, thì chúng ta cũng sẽ có được cái khả năng hấp thụ ánh sáng xanh một cách tự nhiên. Đó. Với khả năng hấp thụ ánh sáng xanh một cách tự nhiên thì các anh chị chúng ta cũng sẽ không cần phải trang bị thêm một cái cặp trong kính chống ánh sáng xanh trong nhà nữa. Và có thể nói thì đổi màu gen 8 nó sẽ là một cái giải pháp rất là tiết kiệm để giúp cho chúng ta vừa có được một cái cặp trong kính chống ánh sáng xanh trong nhà này, và vừa có một cái cặp trong kính để giúp cho chúng ta chống tia UV ở ngoài trời này, và đổi màu theo cái cường độ tia UV. Trời càng nắng càng nhiều UV thì chúng ta sẽ thấy là trong kính đổi màu càng đậm đó. Và ngay lập tức khi mà Belo ngừng chiếu tia UV thì các anh chị cũng sẽ thấy là trong kính nó sẽ đổi, nó sẽ nhả màu đó, nó sẽ nhả màu, và nó sẽ nhả màu rất là nhanh để trong suốt, và nó sẽ rất là êm dịu để giúp cho chúng ta gần như chúng ta sẽ không cảm nhận được cái sự thay đổi. Và chỉ khi là chúng ta, rất nhiều các anh chị chúng ta sử dụng Gen 8 và có chia sẻ đến Belo là không biết nó đổi lúc nào, và cũng không biết nó nhả lúc nào, và chỉ khi nào mà lấy kính ra và nhìn trực tiếp vào nó thì mới biết là nó đã đổi màu rồi. Sao nhanh thế nhỉ? Rồi, và với cái lớp váng phủ Chrysor Sapphire SA thì chúng ta sẽ có được cái khả năng chống tia UV ở hai mặt của trong kính. Tia UV mặt trước nó sẽ được phản xạ lại, còn tia UV chiếu từ mặt sau thì nó được xuyên qua, thì nó sẽ giúp cho các anh chị chúng ta có được cái mức chống tia UV là SPF 35, là tốt hơn 35 lần so với cả không đeo kính chống tia UV. Tiếp tục thì chúng ta sẽ còn có khả năng chống phản quang ở cả hai mặt của trong kính. Nhờ cái tính năng này, đó là các anh chị khi mà chúng ta sử dụng những cái cặp trong kính mà được phủ váng Chrysor Sapphire SA thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là trong suốt và sắc nét. Ngay cả so sánh với các cái loại trong kính khác ở cùng số độ, thì với khả năng chống phản quang càng tốt thì trong kính nó sẽ trở nên càng trong suốt và sắc nét. Do đó là khi mà các anh chị chúng ta sử dụng những cái tròng kính Essilor thì bao giờ chúng ta cũng sẽ thấy nó trong suốt và sắc nét hơn các cái thương hiệu khác. Rồi, và thêm nữa là với Chrysor Sapphire SA thì chúng ta sẽ có được cái khả năng chống trầy sức gấp 3 lần cái thế hệ Chrysor Sapphire 360 độ đó, trước đây đó. Và thêm nữa là chúng ta sẽ có được chống bám bẩn gấp 3 lần, nó sẽ giúp cho chúng ta dễ làm sạch gấp 2 lần. Rồi, và nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy rất là thoải mái khi mà chúng ta đi trời mưa hay là chúng ta đeo khẩu trang, thì chúng ta sẽ không có ngần ngại về những cái bám hơi nước ở trên tròng kính. Rồi, và với đổi màu gen 8 sám khói thì chúng ta cũng sẽ được cung cấp sẵn 4 mức chiết xuất nha: 1.56, 1.59, 1.60 và 1.67. Trong đó thì chiết xuất 1.56 sẽ rẻ nhất là 3.338.000 đồng, và tiếp tục là chiết xuất 1.60 là 5.578.000 đồng, và chiết xuất 1.67 là 7.692.000 đồng. Trong đó là đây là chiết xuất thường mỏng và siêu mỏng, còn chiết xuất 1.59 sẽ phù hợp với các anh chị mà chúng ta sử dụng những cái gọng mà có thiết kế gọng khoan nha các anh chị, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vật liệu là
1.59, chiết xuất 1.59 thì nó sẽ là vật liệu EWE, nó sẽ rất là dai để cho chúng ta có thể khoan kính được. Và đây sẽ là mức giá niêm yết chính thức của Exilor tại thị trường Việt Nam, và các anh chị chúng ta sẽ có được cái mức giá sale tốt nhất khi mà chúng ta liên hệ trực tiếp đến Belo Airway. Ok rồi, rất là cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ các anh chị trong video clip ngày hôm nay, và Belo cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Ngọc đã đến trực tiếp và ủng hộ cho Belo. À, rất mong anh sẽ hài lòng và sử dụng thật nhiều cái thành phẩm mà Belo đã mới hoàn thiện cho anh, và thành phẩm này thì cũng sẽ được Belo gửi đến, bàn giao đến anh Ngọc trong buổi sáng ngày hôm nay, và rất mong là sẽ tiếp tục được anh ủng hộ trong các lần mua hàng tiếp theo. Và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.